cầu nguyện và ủng hộ từ thiện thôi. Chào các bạn, hiện tại thì mình đang có mặt tại một nơi gọi là linh thiêng bậc nhất thế giới. Nói về động vật thì hiện tại trên thế giới có hai nơi gọi là linh thiêng bậc nhất. Một nơi đó là Phật Thích Ca Mâu Ni sinh ra đời, đó là Phật Tổ, Phật Thích Ca Mâu Ni hay còn gọi là Phật Tổ sinh ra đời. Thì nơi đó là một trong những nơi nổi tiếng nhất ở trong mà cái thế giới Phật giáo. Thì sau cái nơi đó thì đây là nơi linh thiêng thứ hai thế giới. Nói về đạo Phật vì ở nơi này đó là nó chứa cái hài cốt của Phật Ca Diếp. Phật Ca Diếp là một trong sáu vị Phật trước cả Phật Thích Ca Mâu Ni luôn. Phật Thích Ca Mâu Ni là Phật Tổ, mình hay còn gọi là Phật Tổ. Thì ông Phật Ca Diếp này, thì sau ông Phật Ca Diếp này thì mới tới Phật Tổ, và Phật Tổ là Phật Thích Ca Mâu Ni á, thì Phật Tổ mới sáng lập ra Phật giáo để truyền đạo, và hồi thì từ đó mới có đạo Phật như ngày hôm nay. Ở đây tương truyền là có hài cốt của Phật Ca Diếp, người ta chỉ đồn đại vậy thôi, nhưng mà ở trên thế giới này nói về Phật thì có rất là nhiều ông Phật, nhưng mà nói về cái mà di tích hay là cái mà dấu vết mà để lại á, thì trên thế giới này chỉ có cái nơi mà Phật sinh ra đời, và cái thứ hai là nơi đây là tháp Bao Đa. Tháp Bao Đa là một trong những tháp có hình dáng có hình là Mạng Đà La là một trong những cái hình mà nó rất là linh thiêng đối với Phật giáo. Dù là theo phái nào của Phật giáo thì Mạng Đà La nó cũng mang một cái ý nghĩa rất là linh thiêng. Ví dụ như theo phái Đại Thừa thì Mạng Đà La nó giống như là một cái gọi là một cái vũ trụ, nó mô tả nguyên một cái vũ trụ. Ví dụ như mỗi tôn giáo thì nó sẽ có những cái gọi là tư tưởng riêng của nó, có những câu chuyện riêng của nó. Và cái đối với Phật giáo, ví dụ như Mạng Đại Thừa thì nó sẽ là một cái vũ trụ trong đó gồm nhiều Phật, mình không nhớ số lượng là bao nhiêu Phật, hình như là đâu đó hình như là 6 Phật rồi 6 Bồ Tát hay sao đó. Mình nói chung là khoảng như vậy. Thì cái Mạng Đà La này nó sẽ vẽ ra được một cái vũ trụ gồm những cái vị thần giống như vậy, thì nó rất là linh thiêng. Và ở Nepal này thì có rất là nhiều bảo tháp hình Mạng Đà La như thế này, nhưng mà tuy nhiên thì nó rất là nhỏ, nó không có to như thế này. Cái này là gọi là bảo tháp hình Mạng Đà La to nhất thế giới rồi, khổng lồ to nhất thế giới. Hồi xưa có, nói chung là người ta truyền miệng truyền tai thôi, nói chung là có rất là nhiều câu chuyện xoay quanh với cái này. Trong đó có câu chuyện là hồi xưa thì ở đây có hài cốt của Phật Ca Diếp, và có người phụ nữ cô này cổ rất là hay, cổ xin vua cho một mảnh đất để xây cái bảo tháp, nhưng mà vua nói là chỉ cho một mảnh đất khoảng một cái tấm da trâu thôi. Sau đó thì cô này cũng mới cắt tấm da trâu đó thành nhỏ, thành hình mấy cái dây, cắt nhỏ để cho nó thành một cái dây dài đó, nối lại, sau đó là để cho nó được rộng đó, giống như thế này. Và vua giữ lời hứa rồi cấp cho cô một mảnh đất như vậy. Thì từ đó thì xây lên cái tháp Bao Đa lớn như thế này. Ở đây có rất là nhiều chim bồ câu luôn, bay đầy hết ở trên ở dưới đất nè. Nó có một khu vực riêng cho chim bồ câu, và mình cho ăn ở đó, và
kêu con một bay lên ở trên cái tháp kia, nó quá trời hết. Lâu lâu nó bay lên đầy hết luôn, đầy hết cái khu này luôn, cực kỳ ảo diệu luôn. Còn đây là, đây gọi là nơi gọi là khu chính để mà mình thắp nhang, mình thắp nhang cầu nguyện này kia. Thì để mình đi vào trong xem thử bên trong có gì ha. Ở đây á thì có rất là nhiều người Tây Tạng và Nepal. Vì hồi xưa ở cái khu vực khu vực đặt cái tháp Bao Đa này á là trên con đường mà gọi là giao thương, nó nằm, cái vị trí của nó hiện tại nó cũng nằm ở gần, rất là gần Nepal và Ai Cập. Thì hồi xưa nó là giao thương giữa Nepal, không phải Ai Cập, Nepal và Tây Tạng. Hồi xưa là nó nằm giao thương giữa Nepal và Tây Tạng, nên là ở đây có rất là nhiều người Tây Tạng. Như bạn xem, cái cô này cũng là người Tây Tạng. Có rất là nhiều, rất là nhiều luôn người Tây Tạng. Tí nữa mình sẽ chỉ cho xem rất là nhiều, nhìn mặt là biết luôn. Ví dụ anh này nhìn mắt thôi là con đố biết là người Tây Tạng rồi. Vì hồi xưa cái lịch sử của Tây Tạng đó là mà Trung Quốc nó chiếm Tây Tạng vào những năm mà khoảng 19, thế mình nhớ là 1959 là khoảng đó mình không nhớ chắc và chính xác không, nhưng mà khoảng 1959 thì Trung Quốc nó chiếm Tây Tạng rồi, chiếm từ hồi đó rồi. Thì hồi đó mới người ta mới tị nạn, người Tây Tạng mới chạy qua đây tị nạn rất là nhiều. Và nhiều người họ theo đạo với Tây Tạng, là một bên xứ, cũng là một xứ đạo Phật. Thì người ta là theo đạo thì người ta lại tìm một nơi để người ta xây những cái tu viện, để người ta xây những tu viện lên và để có nơi để người ta học đạo, người ta đi khắc thực phúc thực rồi kiểu vậy, nhang khói kiểu vậy. Thì để mình xem thử bên trong có cái gì. Ở đây có nhiều chó Tây Tạng nữa, nhưng mà không phải là chó ngao lớn đâu. Và không biết mình vào được bên trong có cần mua vé gì không. Wow, đây là wow, cái này kiểu xoay cái này. Hình như cái này là xoay đó. Cái này là mình được xoay sao? Thường thì mấy cái này đó, nó đều có ý nghĩa hết. Đây là mấy bạn trẻ đang kiểu chạy thôi, nhưng mà mình nghĩ bình thường chắc là người ta sẽ đi khắc tượng rồi, người ta đi xung quanh đây, rồi người ta cũng đi xung quanh cái chuông này, ra xoay cái chuông này. Wow, các bạn xem ngang khói nghiêng ngút luôn. Đây là một trong những nơi cực kỳ hiếm hoi luôn á. Hiếm hoi vì Phật thì có rất là nhiều Phật, mà mấy Phật mà kiểu thực tế như thế này á, có di sản di tích như thế này á, cực kỳ hiếm. Ví dụ như Phật A Di Đà là Phật mà mình cứ Nam Mô A Di Đà Phật á đó. Nhưng mà nhiều người là không hiểu ý nghĩa của cái Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật là người ta nguyện, người ta vái, người ta tâm niệm Phật A Di Đà. Vì Phật A Di Đà là một Phật mà thật Phật tổ là Phật Thích Ca Mâu Ni á, là chỉ là giới thiệu là có Phật, ông Phật A Di Đà này ở bên Tây Thiên á. Thì ông đó là ví dụ như gọi là nơi Tây Phương cực lạc. Thì khi mà con người mà sống hướng thiện này kia các kiểu, vái niệm rồi thì sau này chết đi sẽ được về phía Tây Thiên cực lạc và đi theo ông Phật A Di Đà đó. Và là khi mà mình chết đi mình sẽ đi theo ông Phật A Di Đà đó, nếu mà mình hướng thiện. Thì ông Phật A Di Đà thì không biết ổng là một người thật hay là như thế nào, chỉ là được giới thiệu, được truyền đạo lại như vậy thôi. Thì nên mình mới nói là ở đây Phật Ca Diếp là một trong những ông Phật mà là rất là kiểu đối với mình nó rất là lôi cuốn á. Vì ổng là một người thật,
Nghe nói ổng sống 120 tuổi lận. Từ 3.000 năm trước là ổng sống 100... Từ 3.000, ổng sinh ra mà khoảng gần, chưa tới 3.000 nhưng mà gần 3.000 năm trước là ổng được sinh ra. Và ổng sống 120 tuổi rồi ổng chết đi. Và xương hài cốt ổng thì ở đây. Cũng có những cái truyền miệng là kiểu như truyền thuyết là ổng sống 2.000 tuổi rồi cái thời của ổng là con người sống được 20.000 tuổi lận. Nhưng mà cái đó kiểu như chuyện miệng thôi, nhưng mà cái thực tế thì theo sách sử Phật thì ổng sinh năm đâu trước công nguyên á, 600 mấy trước công nguyên là 3.000, gần 3.000 năm trước. Ổng sống 120 tuổi. Và ông Phật Ca Diếp là ông Phật kiểu có đang quay không vậy? Kiểu như là ổng hướng con người sống thiện. Và kiểu như hồi xưa thì đương nhiên là lo cái ăn cái mặc, lo những cái mà của cải vật chất, đúng không? Nhưng mà từ hồi đó là những người mà ổng là một trong những người đầu tiên mà hướng con người đi theo những cái gọi là sống theo một cách tốt đẹp, kiểu những người mà sống có đạo đức, sống tốt thì sẽ được hưởng cái kiểu như hưởng cái quả tốt. Còn những người mà cho dù có giàu có nhưng mà sống không tốt thì sau này sẽ cũng sẽ bị tha hóa này kia thôi, sẽ cũng sẽ bị gọi là cũng bị khai trừ theo một cách nào đó thôi. Để mình cho các bạn xem ở đây, đó là câu chuyện xung quanh cái tháp Bao Đa này, tại vì nó rất là lôi cuốn. Vì ví dụ như khi mà nghe câu chuyện thì nhiều bạn có thể là sẽ biết được là tại sao mình lại Nam Mô A Di Đà Phật, đúng không? Tất cả nó đều có. Mình thì không đi sâu vào, nhưng mà mình không đi sâu. Này, cái chuông hồi nãy đó nó cũng giống như cái này. Mấy cái này là mình xoay cái này nó sẽ có một cái câu chuyện của nó. Wow, nó tự xoay kìa. Có nhiều cái nó dừng lại tự nhiên nó xoay luôn. Nói chung là xoay mấy cái này đó là nó cũng có. Tại vì mình là người tin Phật thôi, chứ mình không có kiểu quá tìm hiểu quá sâu hay là gì đó về đạo, nên là mình không gần nhiều. Mình chỉ biết một cách kiểu một cách chung chung thôi. Ở bên trong này đó, cũng có rất là nhiều cái mà rất là lạ đối với Việt Nam mình đó. Cũng là đạo Phật với nhau, nhưng mà đạo Phật ở đây là đạo Phật kiểu theo phái Tây Tạng, đạo Tây Tạng, đạo Phật Tây Tạng là gì ta? Gọi là Lạc Ma hay là gì đó. Nó gọi là như vậy. Bạn thấy đó, ở đây có rất là nhiều cờ Lung ta thì ở đây người ta viết những cái mà cầu nguyện lên trên đây, người ta treo lên để cầu cho bình an, hạnh phúc này các kiểu. Người ta cầu bình an, hạnh phúc các kiểu. Ở đây thì mấy cô đang vệ sinh lại mấy cái chân nến. Ở đây người ta thắp nến giống như thế này. Có một cái mình rất hay ở đạo Phật, đó là rất thích ở đạo Phật, đó là nó rất là cởi mở. Mình vào đây mình quay rất là bình thường, và các bạn xem mình vào trong đây mình quay rất là bình thường. Nhưng mà ví dụ như các đạo khác thì đạo Hồi giáo, đạo Tôn giáo, đội Hồi giáo hay là đạo Hindu này kia thì nó có rất là nhiều phép tắc này kia, quy tắc. Nên là cái đó là một trong những cái mình không thích ở mấy cái đạo đó. Còn nên là mình cũng may là mình ở đạo Phật. Chứ mà nếu mà nhà mình mà đạo khác thì đương nhiên mình cho theo quy tắc thôi. Cái mà tôn giáo nó rất là ghê gớm các bạn ạ. Ghê gớm ở cái chỗ là cái niềm tin của người ta. Người ta kiểu người ta rất là tin. Và kiểu như là mình đang ở đạo Phật, đúng không? Mình nhìn qua bên phía đạo Hồi giáo, mình thấy tại sao là người ta có thể làm những cái chuyện mà theo mấy cái nguyên tắc gì mà quái lạ như vậy. No, thank you. Tại sao lại có những quy tắc quái lạ như vậy, nhưng mà
tại vì cái góc độ nhìn của mình nó vậy. Còn khi mà mình rơi vào cái đạo của người ta thì mình sẽ cũng làm như người ta thôi. Đây là cái chỗ mà cái điện thờ chính, chỗ mà người ta có thể nhang khói các kiểu. Buổi sáng thì các nhà sư cũng sẽ đi vòng theo cái đạo, theo cái bảo tháp này, bảo tháp Bồ Đa này. Đây. Từ trên nhìn xuống nó sẽ như thế này, các bạn xem rất là rộng, một cái bảo tháp mình mở rộng như thế này, giống như một cái tòa nhà rồi. Đây là bảo tháp lớn nhất thế giới. Trong đây thì có các Phật. Ở đây thì một nơi linh thiêng để mình không biết có vào không, thôi vào đi, vào cho các bạn xem nó như thế nào. Tại một nơi linh thiêng nên là tạo nào cũng như nhau. Nơi linh thiêng thì chụp hình nó vẫn không có là gì, nhưng mà nó làm giảm đi cái sự tôn trọng á. Nên với lại nhiều người chụp hình quá, nếu mà cho phép chụp hình thì rất là nhiều người chụp hình thì nó sẽ không tốt. Namaste. What's up? What's up? Sit down. And ok, mình để mình xem. Để mình coi có quay không? Cầu nguyện. Chắc là cầu nguyện. Cầu nguyện và ủng hộ từ thiện thôi. You want to delete? Yeah. Yeah. Kim delete var lan? Lazım ge. Ya annem aramaya gelsin. Orada ki din tran dalalı hatun. Ben acaba mı tamam? Ya din yine var delete. No delete. Yep. Yes. Ah, yes. Ah, yes. Wow, bây giờ mình lên nó trên tầng luôn anh em. Wow. Wow, so nice.
even more beautiful, right? Okay. Đây là ở trên sân thượng, ngay chỗ cái view ở cái bảo tháp nha các bạn. Bảo tháp thì nó có 13 tầng ở trên cái đỉnh của nó, bạn xem có 13 tầng. 13 tầng là đều có ý nghĩa cả, nó như là 13 tầng mây. Gọi là 13 tầng mây. Và mấy cái cờ ngũ sắc này nó có 5 màu đại diện cho 5 cái, gọi là cho nước, cho đất, cho gió, cho mặt trời, cho không gian gì đó, hình như mình nhớ vậy. 5 màu là đại diện cho 5 thứ như vậy. Mình không nhớ chắc chắn 100%, nhưng mà nó là kiểu ý nghĩa nó là, nhìn chung nó là như vậy. Có thể là mình, nếu mà mình sai gì đó thì mấy bạn comment ở dưới nha, tại vì mình không thể nào nhớ hết chính xác được, nhưng mà mình biết được ý nghĩa của nó là kiểu như vậy. Ở đây thì được xây theo hình tròn, các bạn xem xung quanh là các tu viện. Người ta lúc mà người Tây Tạng người ta tị nạn tới đây, người ta ở đây, người ta ở xung quanh đây, xây tu viện ở đây rất là nhiều. Và đây cũng là một nơi cực kỳ linh thiêng đối với người Tây Tạng cũng như là người Nepal. Bạn xem mấy cái tròn ở dưới kia cũng có kiến trúc giống với lại màu trắng, màu đỏ, giống như là các tu viện ở Tây Tạng vậy. Wow. Ôi trời ơi, cái máy bay. Chụp cái máy bay. Wow, máy bay nó bay ngang qua nè. Ok. Ok, mình vừa chụp cái máy bay xong. Bây giờ mình phải đi qua chỗ khác để chụp hình. Tại vì sư thầy đang đợi đi dẫn mình đi. Vì nói chung là không biết tí nữa có xin tiền không, nhưng mà kiểu chơi vui thì đi chơi với nhau thôi. Mình muốn ở lại đây nhiều hơn, tại vì ở đây view rất là đẹp luôn. Để mình quay thêm một ít cảnh ở đây thử như thế nào. Iso iso iso. Này, iso iso. Rồi mà. Đây là bình thường mình sẽ quay như thế này, nhưng mà nhiều lúc mình lại không có quá nhiều thời gian để quay các bạn. Thường thì sẽ là như vậy, không có quá nhiều thời gian để quay. Đi một mình nữa bạn xem, mình phải giữ hết đồ đạc như thế này, camera như thế này đó, cực kỳ khó luôn. Đây là mình cũng đang review cách mà mình quay phim này, nên là nhiều lúc không có một chút thời gian nào. Đây là mình chỉ quay đúng mỗi cảnh, mỗi shot thôi. Holy shit. Đó, mỗi cảnh mỗi shot như thế này thôi, chứ không có thời gian nhiều để quay. Nói chung là những người ấy họ nhiệt tình lắm. Họ nhiệt tình xong không biết họ xin tiền không, tại vì mình rất là quen với kiểu này rồi. Nhưng mà đó là nếu mà chắc chắn mà ở Ai Cập hay là ở Ấn Độ thì mình chắc chắn 100% luôn, nhưng mà ở đây thì mình không chắc. Để xem như thế nào đi. Nhưng mà họ nhiệt tình tới mức mà mình kiểu như bây giờ mình muốn ở lại đây mình chụp đó, nhưng mà họ mình bây giờ mình phải đi với họ rồi. Nếu mà mình đi một mình á, mình sẽ ở lại đây mình chụp rồi. Ở đây đang rất là đẹp luôn. Mình sẽ chụp mấy cái này. Wow, không chắc là mình đang quay phim nữa không chờ. Ra chụp hình nó cũng rất là đơn giản các bạn, không khó như các bạn nghĩ đâu, nếu mà các bạn nắm được các quy tắc của nó thì chỉ đưa vào và chụp thôi. Còn nếu mà ai mà kiểu như professional hơn nữa thì cần phải biết nhiều quy tắc hơn.
Bây giờ mình phải quay một cảnh ở đây nữa xong. Ok, let's go. Wow. Don't happy. Good photo. Namaste. Cực kỳ nhiệt tình. You visit my village. Huh? You visit my village. Your village? Yeah. Oh, really? But let's quick. 2 hours. Yeah. Two hours. Go. 2 hours? Yeah. No, it's gonna be dark. Not now. Ah, 2 hours more. Okay. I will. Anh này sẽ rủ mình về chỗ nhà của anh chơi. 2 tiếng nữa mới đi lận. Tại vì bây giờ mình không muốn đi. Tại vì bây giờ mình đang quay chưa xong mà. Đáng lẽ là mình đã ở trên đó mình quay rồi, nhưng mà mình đi với ảnh cho vui, xuống dưới này chơi cho vui. Thì nó ở cái mức là ở dưới này thôi, chứ còn đi nơi khác là không. Ở đây. Mình sẽ đợi anh đó ở đây. À, anh đi vệ sinh. Ok, see you. Thank you so much. Okay, thank you so much. You are so great. Good luck. Thank you very much. Các bạn có thể xem rất là đông người đang đi xung quanh bảo tháp. Nhiều người họ vừa đi, có cả khách du lịch và có những người địa phương và có cả các sư thầy nữa đang đi kinh hành xung quanh tháp, cứ đi xung quanh tháp thôi. Và họ sẽ niệm kinh hoặc là họ sẽ cầu nguyện các kiểu, và tùy mỗi người muốn cầu nguyện gì hay là mục đích như thế nào. Vâng, có nhiều người, nếu mà bạn đi, các bạn để ý, bạn có thể nghe những sư thầy đang lẩm bẩm đọc kinh, đọc gì á, đi xung quanh bảo tháp này. Và nó có những cái chuông để mình quay nữa. Mình quay mấy cái chuông đó cũng là những cái mà gọi là những cái cách mà người ta cầu nguyện. Những cái chuông này hay là đốt nhang hay là đốt nến cầu nguyện, người ta cầu nguyện ghê lắm. Cầu nguyện đủ cách hết đó, hoặc là đang ngồi ở dưới đây kiểu đi mệt quá thì có rất là nhiều ghế để cho những nhiều người đi mệt quá thì có thể là ngồi ở dưới ghế, ngồi lại nghỉ một xíu và có thể niệm kinh, và vẫn có thể kiểu xoay mấy cái vòng bồ đề á. Ở đây bán rất là nhiều vòng bồ đề nha các bạn. Cứ đi xung quanh bảo tháp vậy, cực kỳ đông người luôn các bạn xem. Đằng trước đằng sau cực kỳ đông người luôn. Đây bán đồ hầu như là phong cách Tây Tạng là nhiều. Còn đi ban thì một phần. Tại vì bên này là gần Tây Tạng á. Mà ở trong trung tâm thì người ta bán đồ này ba rất là nhiều rồi, nên ở đây mọi người đến đây đều muốn mua đồ Tây Tạng hơn. Rất là nhiều đồ Tây Tạng rất là hay, kiểu như là mấy cái vùng lạnh nè, vùng thảo nguyên, hay là người ta sống chăn nuôi này kia, nên là những cái người ta có rất là nhiều trang phục rất là hay. Nãy giờ mình đi cũng phải 2 vòng rồi. Hồi trưa 1 vòng là 3 vòng. Mà cũng hay phết. Tại vì mình không biết về cái nơi này nhiều á. Còn người ta sống ở đây, người ta rất là kiểu, người ta rất là sùng bái, người ta tôn thờ nơi này. Nơi này cực kỳ linh thiêng với những người địa phương ở đây luôn. Đáng lẽ là bữa nay mình có thể quay được rất là nhiều cảnh như vậy.
tại vì ở đây nó gần với lại ở ngoại ô, mà nó cũng là khu vực cũng gần sân bay, nên là không cất cánh máy bay được. Không đủ thời gian để cất cánh. 5 giờ thì hầu như là mọi nơi đều đóng cửa hết rồi. Mọi nơi đóng cửa rồi, mình cũng không có được ở trong đó để cất cánh nữa. Mình có một cái nơi để cất cánh nhưng mà quá giờ rồi, mình không cất cánh được. Thôi, để dịp sau, mình sẽ cho các bạn quay xem cái cảnh thực sự ở nơi này nó là một kiến trúc như thế nào nha. Thì kiến trúc nhìn từ trên cao sẽ thấy được cái mà cái hình dạng của cái bảo tháp này rõ ràng hơn, chứ không phải là ở ngoài thì mình nhìn nhà nó xây như thế này, nhưng mà thực ra là người ta xây nó theo một cái hình dạng hết rồi, theo một cái hình tròn, rồi mấy cái góc cạnh giống như là bát giác các kiểu á. Ok, nãy giờ mình thấy mấy sư thầy cứ đi mấy vòng, cứ đi liên tục rồi. Giờ là đúng là thời điểm tốt nhất là để đi hành kinh rồi. Buổi sáng, buổi chiều thì đông hơn, nhưng buổi sáng ít người hơn, nhưng mà sớm. Giờ thì cũng đến lúc mình phải đi về rồi. Trước khi đi về thì nhìn qua khung cảnh ở đây một xíu. Ngay chỗ cái tháp chính và cái chỗ nhang khói, cái chỗ gọi là cái điện chính, với lại những cái ngôi nhà ở đây theo phong cách của những người Tây Tạng, phong cách của những người ở dãy núi Himalaya. Himalaya còn gọi là dãy gì ta, Hy Mã Lạp gì đó ta, để mình xem. Himalaya nó còn dịch ra tên tiếng Việt rất là kiểu nghe rất là hay. Hy Mã Lạp Sơn rất là hay ha. Và nãy giờ mình để ý là mình thấy có nhiều sư thầy đi vòng quanh đây, đi hơi rất là nhiều vòng rồi mà vẫn chưa dừng lại, cứ đi thôi, tại vì đối với người ta thì nó rất là linh thiêng, nên là người ta có niềm tin đó, người ta cứ đi thôi, không mệt. Tức là đi nhiều cũng quen nữa. Đấy, các bạn xem. Đó, người ta phải xoay mấy cái này nữa. Tại vì xoay mấy cái này đối với người ta cũng là một điều rất là tốt. Kiểu là mình nhớ không lầm thì nó cũng mang một ý nghĩa về việc là may mắn hay sao. Chứ hồi trước là mình cũng có biết, nhưng mà kiểu lâu quá rồi không đi rồi quên rồi. Kiểu bây giờ chỉ còn nhớ lại một cách cơ bản thôi. Vậy thì các bạn nào muốn mình review những thứ nào ở khu vực Ấn Độ, Pakistan, Nepal thì các bạn cứ comment ở bên dưới, hoặc là các bạn thấy ở trong video này có cái gì mà các bạn muốn mình làm chi tiết hơn, các bạn cứ comment ở bên dưới, mình sẽ review ngay lập tức. Trong 1-2 ngày, 3-4 ngày gì đó.